sao? Rồi con. Con này hả? Con bé để yên, cái này để cuối cùng đã có hỏng rồi. Để yên mới chuẩn bị nó mới đẹp, không có dọc xà dọc sạch ra hết rồi. Lấy đây.
bánh gì để lấy đi. Trời ơi, ăn quả nhãn ăn cái này ngon mà. Ta cởi cho. Đây, cởi mặc cái cổ. Thôi không rồi. Thôi đặt. Cái này nóng thì chẳng thấy cái mặt đâu mà đi xinh hẻo. Ăn quả nhãn ăn cái gì thì ăn nhãn. Mời người lớn để được nhiều hơn là mời trẻ con.